vừa xem xong video phân tích của chúng tôi, sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc vòng tay có tên đội bóng Milwaukee Bucks như thế này. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm cùng mình nhé. Cái phần dây này. Mình sẽ sâu vào đây nhé. Tiếp nha. Mình sẽ sâu vào đây một trái tim. À, sâu tiếp cái chữ tiếp theo nha. Sau khi mà mình đã sâu xong cái phần này, tên của đội bóng rồi thì bây giờ mình sẽ sâu bằng cái hạt màu nhé. Đó, giờ mình sẽ sâu đến cái hạt màu này. Mình sẽ sâu như vậy cho đến hết cái phần dây này.
mình sẽ sâu thêm khoảng tầm một đoạn nữa. Sau khi mà đã sâu xong thì mình sẽ buộc hai cái đầu dây lại với nhau. Giờ mình sẽ buộc hai cái đầu này lại với nhau nhé. Khi mà mình đã buộc xong, mình sẽ cắt bỏ phần dây mình dư đi. Sau đó các bạn sẽ điều chỉnh lại cái phần dây nhé. Như vậy là mình đã sâu xong rồi. Và video của mình đến đây cũng hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo nha. Bye bye.